Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần là bây giờ chúng ta quyết định là phối hợp giữa chiến thuật, giữa thông điệp và kênh như thế nào. Thông điệp có nghĩa là mục tiêu của chúng ta về marketing. Chúng ta sang phần kế hoạch truyền thông. Kế hoạch truyền thông ở đây, việc đầu tiên chúng ta phải làm đấy là chúng ta đưa ra một cái mục tiêu. Thứ nhất, chúng ta phải xác định mục tiêu. Mục tiêu của truyền thông thì chúng ta biết rồi. Mục tiêu này có thể sẽ là theo năm, tức là trên gì ạ? Một năm. Mục tiêu truyền thông của chúng ta bao gồm mục tiêu về doanh số, mục tiêu về thương hiệu, tức là số lượng người tiếp cận, và mục tiêu về lợi nhuận. Ngoài ra còn có mục tiêu về thị phần. Tức là thị phần các bạn hãy hiểu đơn giản là số lượng người mua lại hoặc là giới thiệu sản phẩm cho chúng ta trong một khoảng thời gian dài thì đấy gọi là thị phần. Đây là bốn cái mục tiêu cơ bản. Vậy thì chúng ta dựa vào mục tiêu đầu tiên, đấy là mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu doanh số. Làm sao để chúng ta đưa ra được một cái mục tiêu doanh số cụ thể theo năm được? Thì các bạn nhớ lại cái lúc mà chúng ta định giá, chúng ta sẽ có cái gì ạ? Có cái điểm hòa vốn, đúng không ạ? Thì điểm hòa vốn đó chính là mục tiêu doanh số tối thiểu trong một năm mà doanh nghiệp phải đạt được. Các bạn hình dung ra chưa? Khi có mục tiêu về doanh số rồi, lúc đó chúng ta mới đưa xuống các cái mục tiêu về gì ạ? Thứ nhất là mục tiêu doanh số. Chúng ta sẽ đưa xuống được các cái mục tiêu về trên từng kênh. Mục tiêu trên kênh. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng những cái kênh nào thì mục tiêu trên những cái kênh đấy. Mục tiêu trên kênh thì chúng ta biết là gì ạ? Kênh TV thì không thể bán hàng được, đúng không? Có thể bán hàng nhưng mà nó sẽ ít, hỗ trợ ít. Kênh direct thì chúng ta phải đo bán hàng đấy đó. Và kênh bán hàng cá nhân là cái kênh gần như đem đến doanh số, chỉ số về doanh số nhiều nhất. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Sau khi có mục tiêu rồi thì lúc này chúng ta mới bắt đầu chia ra từng giai đoạn. Đây là mục tiêu của một năm. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ mục tiêu doanh số của chúng ta năm nay là bán được 10.000 sản phẩm. Thì đây là mục tiêu của năm. Bây giờ chúng ta sẽ chia mục tiêu theo từng giai đoạn để xem là chúng ta sẽ đánh như thế nào. Và lập kế hoạch thì chúng ta dựa hoàn toàn vào giai đoạn. Giai đoạn của truyền thông thì chúng ta có 4 giai đoạn. Thường là chúng ta chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn nhận thức. Giai đoạn này chúng ta sẽ, nếu mà chia theo năm, chúng ta sẽ chia thành trung bình là 3 tháng. Giai đoạn nhận thức là giai đoạn mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu khách hàng xem là họ có nhận thức về sản phẩm của mình hay chưa, hay là thái độ của khách hàng với sản phẩm dịch vụ của mình như thế nào. Còn nếu làm ngay, muốn làm từ đầu thì đây là giai đoạn mà gì ạ? Khách hàng chưa nhận thức gì cả, tức là educate. Lúc này chúng ta sẽ dùng chủ yếu các cái chiến thuật là quảng cáo. Quảng cáo về tính nhận diện, hình dung ra. Và chúng ta cần những cái chương trình khuyến mại để cho khách hàng dùng thử. Tất nhiên là tùy vào quy mô thì chúng ta có thể cho khách hàng dùng thử, được chưa? Ở từng giai đoạn thì tất cả những cái bộ phận của chúng ta như là bán hàng phải luôn luôn sẵn sàng nhé, lúc nào cũng sẵn sàng nếu khách hàng cần mua. Nhưng mục tiêu chưa phải là mục tiêu lớn nhất ở thời điểm này. Bởi vì thời điểm quảng cáo và khuyến mãi cho khách hàng dùng thử này, chúng ta sẽ nhận được sự phản hồi của khách hàng. Và lúc đó chúng ta có thể thiết kế những cái chương trình sau hiệu quả hơn. Các bạn hình dung ra chưa? Chứ không phải là chúng ta truyền thông là chúng ta đẩy một lúc ra. Các bạn hình dung ra chưa? Đấy là giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn bán hàng. Giai đoạn này thì gần như chúng ta đã có thể sửa được về gì ạ? Điều chỉnh về giá một chút, điều chỉnh về chúng ta đã hiểu khách hàng họ thích những cái gì, họ phản hồi sản phẩm như thế nào. Hình dung ra chưa ạ? Họ có cần bảo đảm hay là gì không? Bởi vì dùng thử thì họ chưa cần gì cả.
chúng ta cần ở thời điểm này là mục tiêu là cho họ dùng thử và chúng ta lấy cái phản hồi, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đẩy ra. Các bạn hình dung hay chưa? Không phải là cứ đẩy đẩy. Gần như giai đoạn này là giai đoạn thử. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bán hàng, thì lúc này chúng ta sẽ đẩy mạnh về phần gì ạ? Khuyến mãi. Nhưng mà không phải là dùng thử nữa, mà là khuyến mãi để cho khách hàng gì ạ? Mua nhiều hơn, hoặc là khách hàng sẽ gì ạ? Mua ngay. Thì sau khi dùng khuyến mãi, chúng ta sẽ dùng thêm direct. Lúc này chúng ta sẽ phải xài rất nhiều direct để có thể bán được hàng. Kênh phân phối lúc này của chúng ta là gì ạ? Đã gần như là ra thị trường và chúng ta sẵn sàng để bán hàng rồi, đúng chưa? Quảng cáo, gần như giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sẽ làm tổng lực nhiều nhất. Các bạn hình dung ra chưa? Để bán hàng, giai đoạn này chúng ta chưa cần đến phần chăm sóc khách hàng và phần gì ạ? PR, chúng ta sẽ ưu tiên cho những phần sau. Giai đoạn này chúng ta sẽ cần nhất là direct. Chúng ta sẽ tập trung nhiều nhất cho direct, bởi vì chúng ta tập trung hoàn toàn cho việc bán hàng. Và quảng cáo này chỉ quảng cáo nhắc lại thôi, bởi vì chúng ta đã có một chương trình launching quảng cáo trước rồi. Các bạn hình dung được chưa? Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn giữ khách hàng. Giai đoạn 2 bán hàng này chúng ta có thể dành 6 tháng. Giai đoạn này chúng ta sẽ đẩy liên tục về việc bán hàng. Giai đoạn 3, đấy là giai đoạn gì ạ? Chúng ta sẽ giai đoạn giữ khách hàng. Giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung nhiều nhất cho bán hàng cá nhân. Bán, tức là ở mỗi một giai đoạn các bạn có thể dùng tất cả tùy nguồn lực, nhưng ý là ở từng giai đoạn chúng ta sẽ dùng những cái gì tập trung. Các bạn hình dung chưa? Giai đoạn này chúng ta sẽ dùng bán hàng cá nhân, nhưng không phải là để bán hàng, mà là để làm gì ạ? Để chăm sóc khách hàng. Tức là dùng đội sale để chăm sóc khách hàng, chứ không phải là bán hàng. Giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung quảng cáo vào định vị, quảng cáo vào sự khác biệt. Bởi vì khách hàng lúc này họ sẽ có gì ạ? Bắt đầu họ sẽ cân nhắc hơn. Những cái khách hàng mới họ đã có tham khảo, họ sẽ cân nhắc hơn. Chúng ta cần định vị một cái thương hiệu của chúng ta, quảng cáo khác biệt. Và chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa direct, nhưng mà làm giai đoạn này là direct về bằng chứng. Các bạn hình dung ra chưa? Chúng ta sẽ cho nhiều những cái bằng chứng, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là giữ mà. Bằng chứng của người dùng, của người đã dùng. Bởi vì chúng ta quan trọng nhất là để cho những cái khách hàng họ mua, họ sẽ cảm thấy là gì ạ? Được sự tôn vinh, hoặc là được chăm sóc tốt hơn, và để cho họ nói. Thì tất cả những cái chương trình ở thời điểm này chúng ta bắt đầu có thể làm PR được. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm PR được, bởi vì giai đoạn mà chúng ta giữ khách hàng là giai đoạn chúng ta có thể làm PR được. Giai đoạn này chúng ta đã có đủ bằng chứng về sản phẩm, thì lúc này chúng ta bắt đầu bung những cái chương trình PR ra được. Đấy là chương trình về quan hệ công chúng, chương trình để cho khách hàng cảm thấy là họ sẽ tự hào khi họ dùng cái sản phẩm này, thì thế thì mới giữ được. Các bạn hình dung ra chưa? Và giai đoạn này thường thì chúng ta sẽ dùng giai đoạn giữ khách hàng, chúng ta sẽ làm gần như là từ đây về sau chúng ta sẽ dùng những cái này là nhiều. Các bạn hình dung ra chưa? Quảng cáo, direct và PR, đến một thời điểm nào đó chúng ta chỉ giữ lại cái phần là gì? Chăm sóc khách hàng. Các bạn chưa? Khi phủ hết một cái thị phần thì chúng ta bắt buộc chỉ tập trung nhiều cho phần chăm sóc khách hàng, vì đã có đủ khách hàng. Các bạn hình dung không? Những cái quảng cáo hoặc direct để kéo khách hàng mới không còn quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được khách hàng. Giữ được khách hàng có nghĩa là giữ được gì ạ? Thị phần. Và có thị phần có nghĩa là có lợi thế cạnh tranh. Các bạn hình dung ra chưa? Thì giai đoạn này từ đây về sau chúng ta sẽ gần như là làm mãi. Nhưng tính theo năm thì chúng ta sẽ tính đây là 3 tháng. Tại sao chúng ta lại có 3 tháng này? Sau đó thì đến giai đoạn thứ tư, người ta gọi là giai đoạn tổng kết. Chúng ta sẽ chia thành năm nhé. Mỗi một năm, năm tài chính ấy, tức là 12 tháng ấy,